426.000 lượt xem trong vòng 2 tháng. Wow, điên rồ thật sự luôn ấy. Thế nên là hôm nay tôi đã tải về phiên bản đầu tiên của Duel Theft World và thực hiện thử thách đã đề ra. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì đây chính là câu trả lời. Sau mấy tháng vắng bóng thì giờ rốt cuộc tôi cũng đã quay lại căn nhà thân thương của tôi rồi. Mọi thứ hình như là không có gì gọi là xáo trộn cả. Giường của tôi thì vẫn xếp ngay ngắn này. Mấy cái đồ hoa quả này vẫn ok mọi người ạ. Vẫn còn ăn được, cái chứ nó không hôi thiêu gì hết. Cái chỗ tôi chơi game thì... Để tôi ấn thử coi. Thì nó vẫn ổn, tôi nghĩ là như vậy. Như nó không ổn cho lắm thì phải. Sao nó không bật lên nhờ? Nếu muốn bật lên thì tôi phải cần một cái thẻ. Để tôi qua đây thử xem coi. Ôi, nó không có thẻ luôn. Làm sao mà bật? Nếu mà như vậy thì không có những mã code thú vị rồi. Để tôi vô điện thoại của tôi coi ra sao. Oh my god. Nó chỉ có 2 cái thôi, đủ bơi với lại store. Holy moly man. Trong đây 1, 2. Nó chỉ có 5 chiếc xe, 4 chiếc thôi. Cái gọi là có thể là một cái cửa hàng thôi, chả có gì cả. Không có bản đồ luôn mọi người à. Nhìn đi. Hồi xưa tôi đã mù đường rồi, giờ còn không có bản đồ nữa. Chắc tôi toang luôn quá. Thiếu mấy thứ đó không thể ngăn cản tôi thực hiện thử thách được. Và thử thách đầu tiên của chúng ta đó chính là trượt ván nhào lộn 2 lần. Cái chỗ trượt ván thì nó cũng gần đây thôi, đi khá là nhanh. Nói chung là trong cái thế giới phiên bản đầu tiên này thì đều có mọi thứ cả. Đây thì chúng ta đã tới được cái sân trượt rồi đây. Nhào lộn hoặc xoay đều được nhé. Lâu quá rồi tôi không quay lại, cũng khá là khó khăn cho tôi. Ui giời ơi. Thôi, nhào lộn phải không được đụng đất kìa, đáp đất bằng chân cơ. Ui khó thật sự luôn ấy. Ôi thôi, come on man. Thôi nào, lên. Đây này, tôi sẽ sử dụng nitro để bay lên, cao lên. Rồi quay. Ui, không được à. Cây thế, lên. Lên. Khó thật sự luôn ấy. Ui, ui, một lần, yes, yes. Một lần rồi, còn một lần nữa, còn một lần nữa. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Ôi, được nè, được. Có tính không nha? Tôi nghĩ chắc tính á. Rồi, ốc cuộc chúng ta cũng xong thử thách thứ nhất. Tuy là cũng khó thiệt nhưng mà chỉ cần tôi luyện một chút xíu thôi cũng đã hoàn thành rồi. Và thử thách tiếp theo của chúng ta đó chính là đụng mây, chạm vào mây đấy. Thử thách này là do một bạn đề xuất cho tôi thấy nó cũng ok, cho nên là tôi đã đem vào đây. Cảm ơn bạn ấy rất nhiều nha. Và nếu mà tôi muốn đụng trúng mây thì tôi phải cần những thứ cao như thế này đây. Như cái bình nước này đây. Wow man. Mà làm sao giờ mà có thể lên được cái bình nước này nha. Thì trong thành phố của tôi có 2 cái công trình đang xây. Để tôi qua 2 công trình đó thử coi cái nào là ok nhất. A few moments later. Đây là cái công trình đầu tiên đấy. Làm sao có thể lên được nha. Setup được cao. Tôi thử coi. Đây, cái chỗ này chúng ta có thể gọi là cao nhất rồi đây. Nhưng mà vẫn không lên được. Tôi không lên được ấy. Hình như là tôi chỉ có thể lên đây được thôi này. Lên cái chỗ này này. Oh my god man. Đây, chúng ta chỉ có thể lên được cái chỗ này thôi. Đứng lên nhẹ nhàng nhảy thôi. Không lên được trên đây. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ qua cái công trình bên kia. Mình đâu nha. Đây. Cái công trình thứ hai đây. Nhìn đi, không có tương lai cho lắm đúng không? Cái chỗ này thì tôi vẫn không lên được này. Không có gọi là cái gì cầu thang cả, không lên được. Chỗ này thì cũng giống cái cần câu bên kia thôi, chả leo lên được. Nhưng mà người dân thành phố nói cái cột này chúng ta có thể lên bằng cách sử dụng một chiếc xe thật là nhanh để bay qua cái ngọn núi từ bên đây lên cái nóc này. Nghe có vẻ là bất khả thi nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước tiên là chúng ta phải lấy một con xe rồi đó mà siêu xe chẳng hạn. Later. Đây. Và tôi sẽ đo cái khoảng cách mà tôi có thể bay lên được đó. Đây cái khúc này đây, cái khúc này đây. Nhưng mà cái chỗ này mọi người có thể thấy là nó thấp ấy, không thể bay lên được. Tôi phải bay hướng xéo rồi từ trên đây này. Hy vọng là nó sẽ qua. Come on man, let's go. Tôi sẽ sử dụng nitro. Có vẻ mấy phiên bản đầu tiên này những chiếc xe nó rất là nhanh nhé. Chum, yes, let's go. Lần đầu tiên luôn ấy. Oh my god man. Wow. Nói chung là lần đầu tiên làm nó hoàn thành rồi. Đúng. Tôi bỏ lỡ nó rồi. Nhưng mà tôi sẽ lên thử lên chỗ cao nhất trên đây này. Không là không có rớt. Oh my god man. Let's go. Bye bye này. Trong đây có bye bye chủ yếu là để chân thôi chứ không làm gì cả. Mày ơi, chờ tao. Ocean. Ê con mày tới. Tôi sẽ nhảy lên luôn nhé. No. Bình tĩnh. Đi từ từ thôi. Tôi sẽ nhảy vô ngay. Let's go. No, man. Let's go. No. Bruh. Chỗ nào nha. Let's go. Cuối cùng lên được rồi. Nhảy này, chắc chắn là lần này phải trúng luôn ấy.
Let's go, chậm được rồi nhá. Let's go. Thử thách thứ hai của chúng ta cũng đã hoàn thành. Wow man, khó khăn thật sự nhưng mà đáng thật sự mọi người ạ. Thử thách tiếp theo của chúng ta đó chính là mua súng mắc nhất. What? Thật luôn, giờ trong túi tôi chỉ có 71 đô thôi. Để tôi đến coi cây súng bao nhiêu tiền. Tại cái tiệm súng đây, đậu xe ngang ngắn nè. What the hell man, 3.000 đô, mắc thế. Nhưng mà người ta có câu rồi mọi người à, làm giàu không khó, nhưng mà chỉ khó ở chỗ là không biết cách nào thôi. Chắc tôi phải đi hôi cũ quá rồi mọi người à. Sau này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nhá, ăn. Ở trong game này là không có đồ, không có chỗ để bán xe hay là chỗ bóng rổ để có được tiền đâu mọi người à. Một là đánh. Đánh. Ồ, xong chúng nha, kệ thế. Tag solo mày. Đấy, chúng ta sẽ có tiền. Mà số tiền này cũng khá là ít ỏi luôn ấy. Và cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ đi vô mấy cái tiệm này. Hôm nay sẽ có tiền cho chúng ta. Lụm tiền, ngon. Trong tiệm burger này tôi nghĩ chắc có đấy. Có này, nghe nói cái ông chủ giấu tiền dưới đây đúng không? Không, không có giấu à. Tôi sẽ vô siêu thị cứ coi ra sao. Ủa, có tiền nên nhiều thật sự. Wow, ui, cảnh sát. Ui, thôi, em lấy nốt rồi nè. Nói chung là cũng trả được bao nhiêu cả. 2 hours later. Bam. Ui, money. Yes, nói chung là sau một hồi vất vả thì tôi cũng đã kiếm đủ rồi mọi người ạ. Thì tôi cũng có xem một ít quảng cáo cho nhà phát triển á mà. Giờ thì cũng đã đủ tiền. Vô mua sao nào. Pam, let's go baby. À, tôi phải lấy một ít đạn. Pam. Đạn hôm nay mắc thế 100 luôn à. Đấy, tôi đã hoàn thành xong thử thách thứ 3. Trước khi qua thử thách thứ 4 thì tôi phải test thử cái súng này đã. Ui, ngon thật sự luôn ấy. Và thử thách thứ 4 của chúng ta đó chính là phá hủy 5 chiếc xe. Sẵn tiện đây tôi có một cái súng này, cũng khá là nhiều đạn, 385 viên là. Wow. Và ở đây tôi đã có một chiếc xe. Tôi sẽ phá hủy chiếc này đầu tiên. Ui, nghe tiếng gì không nha? Như tôi nghe tiếng xì bánh thì phải. Wow, phiên bản trước thì không có nhưng mà phiên bản này lại có mọi người ạ. À, được phết chứ nha. Seconds later. Không một chút xíu gì gọi là vết xước hay là một cái thứ gì cả. Tôi mua thêm đạn thử coi. Nếu mà lần này bắn không nổ nữa thì có vẻ là thử thách này tôi sẽ không vượt qua nổi đâu. A little longer than a few minutes later. Tôi sẽ đi vòng vòng bắn xung quanh. Nếu mà nó không nổ thì tôi chịu rồi đấy. Coi như thử thách này tôi không hoàn thành. Ôi, nói chung là nó không có bị gì luôn ấy. Để tôi leo lên thử coi. Nó chỉ bị gọi là nổ lớp thôi. Nó không có một cái quái quỷ gì. Nhưng mà tôi còn một vũ khí cuối cùng. Đó chính là trái bom. Một trái này. Ôi. Ôi, thôi. Ui, nói chung là mấy chiếc xe này nó không có dấu hiệu nổ luôn ấy. Ngay cả chơi bơm cũng không làm được gì nói thì sao mà tôi có thể làm được cái gì chứ đúng không? Thế này thì tôi chịu rồi. Nói chung là thử thách thứ tư là tôi không thể hoàn thành. Và thử thách tiếp theo của chúng ta đó chính là làm lên 5 sao. Nếu mà tôi muốn làm lên 5 sao thì tôi phải đánh người, những người như thế này đây. Chứ không thể mà đánh vô cảnh sát nó tôi sẽ bị mất sao ấy. Không có tích lên được 5 sao, khá là khó khăn. Nhưng mà trước tiên thì tôi phải cần đạn. 5 minutes later. Chúng ta đã có 315 viên đạn và 2 trái bơm. Đủ chinh chiến rồi đấy. Bắt đầu làm kế hoạch thôi nào. Let's go. Ui, không lên một sao à. Một sao. Let's go. Lụm tiền. Ui. Don't run. No. Come here man. Don't run. I'm friendly. Ui, đông. Cảnh sát đông thế. 3 sao rồi. Ok. Good. 3 sao. Why? Tại sao nó vẫn 3 sao nha. Thôi. Đông thật sự luôn ấy. Ê, đây. Come on. 4 sao. 5 sao. Yes, 5 sao. Let's go. Nhưng mà giờ tôi phải kiểu như là tôi phải triệt hạ bọn cảnh sát này để thoát khỏi 5 sao ấy. Tôi cần một trái bơm. Tụ tập nó lại. Come on, tụ tập lại đi con. Tôi nghĩ là 5 sao trong phiên bản đầu tiên là chỉ có mấy thằng cảnh sát này thôi. Không có máy bay hay là xe đồ các thứ. 2 trái chắc đủ nè. Ôi, tôi cũng vẫn còn 1 sao nha. Ở đây, còn thằng cuối. Let's go. Và đấy là Du Thép World phiên bản đầu tiên. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.